Phật Thích Ca Mâu Ni năm xưa tại thế, một đời chưa từng quá duyên với người khác, chưa từng hỏi xin tiền ai, hoặc là xin một số tài vật, không có. Hỏi xin người ta chính là một bát cơm. Một bát cơm không nhất định là của một nhà cúng. Mỗi một nhà ăn còn lại một chút, cho ngày một chút ít, mới đến nhà thứ hai khất thực tiếp. Phật đi khất thực quy định đi bảy nhà, có thể khất thực bảy nhà xin một bát cơm. Nếu như một nhà cho quý vị nhiều quá, quý vị có thể ăn đủ rồi thì không cần đến nhà thứ hai nữa. Bảy nhà nếu chưa làm được, quý vị không cần khất thực nữa, quay về. Quay về có đồng học cúng dường quý vị. Sau khi khất thực xong rồi, không phải là vừa đi vừa ăn, không phải vậy. Bá có một cái nắp đậy lại. Sau khi trở về, mọi người để lại một, trộn cơm lại với nhau, hỗn hợp nó lại, ở trong đó lấy phần ăn. Ăn nhiều ít thì lấy nhiều ít. Cho nên một bát cơm ngàn nhà, lời này là thật. Bởi vì đệ tử Phật năm xưa có 1255 vị, mỗi người đều đi khất thực, trộn lại với nhau, thật sự là cơm 1000 nhà rồi. Cho nên khất thực không được cũng không sao, trở về đều được chia phần ăn như vậy. Ngoài việc này ra, không có yêu cầu người khác bất cứ thứ gì cả. Điều này chứ gì nên biết. Áo quần, y phục đều là nhặt trong đống rác. Áo quần người ta mặc rách rồi, bỏ rồi, vứt bỏ rồi, nhặt đem về giặt giũ sạch sẽ. Chỗ nào còn có thể dùng được thì cắt lại, chỗ nào không thể dùng nữa thì không cần. Chấp giá mà may lại thành một chiếc áo như vậy. Từng miếng nhỏ, giống như hiện nay chúng tôi đắp y, y 25 điều, quý vị xem từng ô từng ô. Đó chính là ở khắp nơi nhặt về mà chấp nối lại. Dải không giống nhau, màu sắc không giống nhau. Sau khi may xong thì đem nhuộm lại, nhuộm thành màu như vậy. Màu này là màu hồng, màu vàng, màu xanh, màu đen, hỗn hợp lại với nhau. Đây gọi là y hoại sắc. Một đời không làm phiền người khác. Thế Tôn cũng cho phép người xuất gia, bản thân tự làm một mái tranh nhỏ, che mưa che nắng, có thể ở trên núi chặt vài cái cây, tự mình làm một ngôi nhà tranh nhỏ. Chặt cây 3 ngày trước phải cúng thần cây, mời thần cây dọn nhà. Sau 3 ngày quý vị mới chặt cái cây này, quý vị muốn dùng nó, không thể không thông báo cho biết mà tùy tiện chặt đi. Điều này không thể được. Cho nên quý vị nghĩ xem, dùng tâm của Phật Bồ Tát, chư vị đệ tử của Phật y giáo phụng hành,